Theo cáo trạng, do nghi ngờ Nguyễn Thị Kim Dung ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh có quan hệ tình cảm với chồng mình, nên giữa Dương Thị Kim Cương và chị Dung đã xảy ra mâu thuẫn. Ngày 17 tháng 1 năm 2024, bị cáo Cương đã dùng can nhựa loại 10 lít mua 200.000 xăng, sau đó cho vào thùng nhựa để trước sân nhà. Khi thấy chị Nguyễn Thị Kim Dung đi xe máy chở hai con đi học về, Cương tạt xăng vào người chị Dung rồi đốt nến ném vào người chị, nhưng nến bị tắt. Sau đó, chị Dung chạy về phía Cương giằng co với nhau. Trong quá trình giằng co, bị cáo Cương tiếp tục bật quẹt ga đốt khiến toàn thân chị Dung bốc cháy dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra, bị can Dương Thị Kim Cương đã thành khẩn khai báo, đồng thời nộp số tiền 30 triệu đồng bồi thường khắc phục hậu quả và viện phí. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Kim Cương mức án chung thân về tội giết người.